Này, chơi gì đấy? Chơi gì đấy? Đấy, tao bảo. Tao chơi cái trò này á, kiếm tiền nhiều lắm. Chỉ cần vào app tải thôi. Hái ra tiền lắm đấy. Đưa tiền cho tao. Tao làm gì có tiền? Đưa tiền cho tao. Tôi không có tiền đâu. Đưa đây. Mày có đưa không? Đưa đây. Tiền của tao. Thôi, chuyện vợ chồng nhà người ta, xem vào làm cái gì? Tao ra xem nó có chuyện gì không? Nó một thân một mình nuôi con, nuôi cả mẹ già nữa. Lại vớ phải cái thằng chồng suốt ngày cờ bạc rượu chè gái gú thôi. Đúng là khổ chỉ khổ thôi. Đúng là cái số con gái, lấy phải thằng chồng không ra gì, nhục như con chó. Thôi, đừng có xem vào, đầu chả phải phải tai, mới đánh trọi khổ. Đây, thôi, chơi đi. Một lần sau nhá, trở ra cái bùa khổ thân con gái một mình. Thôi người ấy, tao không sao đâu, mà mày có thể ra. Ơi, xinh thế nhà em nhỉ, chưa không em ơi? Có. Nhiều? 500. Ok, lên xe. Bà ngồi đây ạ. Bà đau chân hả bà? Ừ. Mà cũng sắp hết năm rồi đây. Không biết mẹ con có về kịp không nữa. Thì mẹ con đã hứa rồi mà. Bà cũng mong như thế lắm. Mày đi với một thằng như nào? Tao giảm tiền gấp 3, cộng thêm 2 thằng em tao nữa. Tôi không. Thời nào cô em? Cà phê thì có bao giờ chơi tiền đâu. Chiều bọn anh đi. Chơi 3 người cùng một lúc chả sướng như tiên. Cô em sướng thế gì nữa. Bọn tao đang đen, bọn tao chỉ giải đen thôi, không làm mày đau đâu. Bà ơi, cháu đói. Để bà làm cái gì cho cháu ăn tạm nhá. Vâng ạ. À, hay là mẹ cháu về? Sao về sớm bà được? Bà ơi. Con mẹ mày đâu? Chắc lại đi theo dai rồi đúng không? Anh đến đây làm gì? Mẹ kiếp! Tao biết ngay mà. Anh định làm gì vào cháu tôi? Tôi xin anh. Vì anh mà làm cho mẹ con nó ra nông nỗi này, anh cũng chưa thỏa mãn à? Tôi xin anh để cho mẹ con bà cháu tôi được yên. Bà là cấm mồm. Tôi xin anh đấy. Để nó ở đây á, để cho nó dơ bẩn à. Rồi lớn lên á, làm đi giống mẹ nó à. Tôi xin anh tha cho mẹ con nhà nó. Tôi xin anh đấy. Ê, tôi xin anh đấy. Anh để cho mẹ con nó được yên. Tôi xin anh. À, mày. Mẹ bà qua ơi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Không có chuyện gì đâu ạ. Rồi về nha. Vâng ạ, cảm ơn các bác ạ.
Tôi xin lỗi ạ, ông sao ạ? Không sao. Vâng. Này. Dạ. Cô có thể vào phòng tôi tâm sự một lúc được không? Tôi còn phải về nhà chuẩn bị cho lễ giao thừa. Tôi đợi cô trong phòng nhé. Anh đã nhịn 2 năm nay rồi. Nếu cô ở đây với tôi tối nay, số tiền này sẽ thuộc về cô. Xin lỗi ông, hôm nay tôi hứa sẽ về ăn giao thừa sớm với gia đình. Giao thừa? Giao thừa là cái khỉ mẹ gì? Có tiền là có Tết. Chỉ cần cô ở đây với tôi đến sáng mai, chỗ tiền này sẽ thuộc về cô. Mà con nhớ bảo với bà, hôm nay mẹ đi làm về sớm, cả nhà ta sẽ cùng nhau đón giao thừa nhé. Alo kia. Bà ơi, mẹ cháu vẫn chưa về. Bà, qua giao thừa rồi. Năm mới rồi đấy. Chú yêu của bà, cháu thích gì? Cháu ước gì? Cháu ước mẹ không bao giờ đi làm về buồn thế này nữa. Thôi, cháu yêu của tôi. Mẹ ơi, sao mẹ lâu về thế hả bà? Chắc mẹ con có việc gì bận đấy. Mẹ hứa sẽ đón giao thừa cùng con mẹ. Rồi mẹ sẽ về với con. À, mẹ về. Quỳnh về hả con? Cẩn thận mẹ. Mà sao hai bà cháu lại ngồi ngoài này? Sao không vào trong nhà? Mẹ ơi, giao thừa qua rồi. Sao bây giờ mẹ mới về? Mẹ xin lỗi, mẹ không mua được gì cho con cả. Nhưng mà mẹ có rất là nhiều tiền. Đây này, bao giờ người ta mở cửa hàng, mẹ sẽ mua cho con thật là nhiều quà nhá. Mẹ ơi, mẹ bị đau à mẹ? Chắc là mẹ bị đau ở đâu? Có đau không con? Con ổn mà. Thôi, cũng muộn rồi. Mẹ con mình vào cúng giao thừa nhé. Con xin lạy các thần thánh, xin các ngài xá lỗi cho mẹ con chúng con, xin các ngài che chở cho mẹ con chúng con, cho con gái con vượt qua được những ngày tháng khó khăn này.
phấn như các con. Sao con lại khóc? Không ạ. Mẹ ơi, mẹ khóc vì mệt à? mẹ không sao. Mẹ ơi, tối nay con sẽ sửa, con sẽ học thật giỏi để mẹ không phải đi làm đêm hôm nữa. Tối nay con học thật giỏi để nuôi mẹ và bà. Ôi, cháu bà ngoan quá, giỏi quá. Vào đây bà mừng tuổi cho nhá.